Anh em, ngày hôm nay là Tông Kiên sẽ có cơ hội để giới thiệu đến anh em về những cái mẫu đồng hồ và những cái mẫu hộp xoay đồng hồ bên mình đây. Đó, ví dụ như trên tay của mình đây sẽ là cái mẫu hộp xoay thiết kế theo kiểu dáng của cái dòng đó là Pony Design anh em ạ. Từ cái thiết kế, từ cái gối của nó, anh em sẽ thấy được cái độ chất. Đó, ví dụ đây. Đó, đây là cái đèn công tắc. Nó có những cái công tắc vặn riêng, công tắc đèn ở đằng sau. Đó, đấy, đây là công tắc đèn đây. Đó, những cái lớp gối như này, mình sẽ đánh giá rất là hay này. Đó, nó lấy ra lấy vào sẽ rất là dễ. Mà cái phần da này về sau anh em thích thì anh em có thể thay được bằng cái da thật luôn. Đó, cái phần này nó sẽ co giãn ra như thế này, rất là tiện. Đấy. Đây là những cái mẫu khá là hot của bên mình. Đó là một chiếc Tag Heuer Monaco. Đây, xem một chút. Có lẽ quay vào cái điều kiện ánh sáng như thế này thì có thể tổng quan nó sẽ đẹp, nhưng mà về chi tiết thì nó sẽ hơi khó. Chiếc này phải nói là cái độ thép bắt sáng của nó rất là tốt. Đây là dòng Tag Heuer Monaco. Đó, đây là dây cá sấu của bên mình, làm với cái form của nó được nổi khối. Một cái bài review chi tiết về chiếc này thì mình đã đánh giá ở trên YouTube channel của Tông Kiên, thì anh em có thể đón đọc và theo dõi thêm một cái bài ở trên Tông Kiên channel nhé. Tiếp theo đó là một chiếc Frederic Constant. Đây là phiên bản Wontimer FC 718. Đó, 718 MW4H4. WM4H4. Đó, như thế thì nó chính xác hơn. Đó, đây là phiên bản giờ thế giới anh em nhé. Một chiếc nữa mình rất là tâm đắc, đó là ở đây thì có chiếc Longines này. Con này tình trạng full box và dây còn rất là dài. Đó, chiếc Longines này của mình thì gần như mới luôn, tình trạng còn phải nói là rất là đẹp. Đó, đây là dây kim loại của em nó này. Chiếc này là cọc kim cương em nhá. Tiếp theo đó là một chiếc Maurice Lacroix. Đó, Maurice Lacroix phiên bản đồng khối. Đó, nếu mà chúng ta wow, cái phần cọc số của nó anh em có thể thấy cái độ bắt sáng của nó tốt không? Con này phải nói là trông như vàng khối luôn, đẹp. Đó, độ bắt sáng thì kinh điển. Chiếc này là có màu xanh navy và patina nhá. Con này mình cũng đã có một cái bài review ở trên Tông Kiên channel trên YouTube, thì anh em có thể search và đón đọc. Tiếp theo đây là mình có một chiếc Zenith này. Đó, con này thiết kế size 39, rất là gọn. Cái kim của nó đây anh em có thể để ý là cái góc 9 giờ. Đó, kim dây đấy. Thế còn bên trên này là cái kim chrono này. Bọn này thì máy chạy cực ngon, cực mượt luôn. Chiếc này đang đi, mình không nhớ là khoảng loanh quanh khoảng 60. Đó, đây là chiếc Tag Heuer Carrera phiên bản Dated. Đó, kim cọc của nó là vàng hồng. Độ bắt sáng của con này thì anh em có thể nhìn thấy đây, cái trải tia sunburst của em nó rất là đẹp. Đó, con này ở bên ngoài trời thì anh em nhìn nó còn phê hơn nữa.
kim cọc nó vàng hồng nó sẽ sáng hơn. Còn đây là mình quay vào điều kiện ánh sáng kém và ảnh xin lỗi anh em vừa có sự cố một chút. Đó. Quay bằng điều kiện ánh sáng nó là ánh sáng của đèn. Đây là nó sẽ hơi bị lóa một chút. Nhưng mà phải nói là cái đây. Con này thì cái cọc của nó đây, cọc kim độ bắt sáng thì tuyệt vời. Đây là BVL Gary. Đó, con này là vàng khối. Anh em có thể nhìn thấy cái vàng của nó rất là dày. Đó, con này thiết kế size 38 rất là lịch lãm. Kim trôi đẹp mượt. Dây đề mi. Chỗ nào vàng thì nó là vàng luôn anh em nhá. Ok, còn rất nhiều những cái đĩa hot nữa. Hẹn anh em ở những cái bài viết riêng của mình thì nó sẽ có những cái cụ thể hơn để anh em có thể theo dõi. Còn là xin phép là sau đây mình sẽ dừng lại cái video tại đây. Đó, có dịp thì sẽ hẹn giao lưu với anh em. Đó, đây là một chiếc này gọi là Ceramic Green của Davusa, thương hiệu của Đức. À, Thụy Sĩ, xin lỗi. Davusa của Thụy Sĩ. Một cái pen đeo phải nói có độ hoàn thiện rất là tốt, thiết kế size 40. Đó. Dây cao su, dây màu xanh luôn, rất là đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.